Tôi là một cô gái được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng và gió Lào. Nhưng tôi đã có một câu chuyện tình giống như là trong truyện cổ tích. Và tôi đã viết lên câu chuyện của mình vào trong cuốn sách này, một cuốn tự truyện về cuộc đời của mình và câu chuyện tình yêu của vợ chồng tôi. Hãy cứ sống lạc quan, vui vẻ, yêu đời và hy vọng một ngày nào đó những điều kỳ diệu sẽ đến với mình, bởi vì chúng ta còn có gia đình, bạn bè và cả những tấm lòng biết sẻ chia. Lúc mà Phương được các bác sĩ mà chẩn đoán là bị u máu tủy sống và không chữa trị được thì lúc đó Phương rất là buồn, đau khổ và tuyệt vọng. Nên Phương quyết định viết thư để mà về quê. Nhưng nhận được những cái trang thư đó, tôi rất là buồn và cảm thấy là người con gái này đã quá đau khổ đến tuyệt cùng rồi. Mình phải tìm đến để mà mình chia sẻ, để mình bù đắp. Lần mò mãi cho đến tới gần trưa tôi mới tìm được nhà. Tôi nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy đẩy lại trong người tôi giống như kiểu mình đang nằm mới. Tôi chỉ biết nhìn anh và nước mắt tôi chảy ra vì hạnh phúc. Khi mình quyết định về mà mình chăm sóc và chung sống với một người bị bệnh tật không có khả năng để mà chăm lo cho mình thì thật sự rất là vất vả. Cuộc sống nó sẽ rất nhiều để lo, nhiều cái để bươn chải. Nhưng mà tôi cố gắng vượt qua những khó khăn đấy. Người như thế này bỗng mà sinh được bình thường thật sự là rất hạnh phúc, rất vui mừng. Và khi tôi có bảo phúc rồi ấy, thì gánh nặng lại đè lên đôi vai của chồng mình. Mà đôi khi tôi không có nữa, tôi thực sự không biết hai bộ con sẽ sống như thế nào. Con có ước mơ gì thế? Mẹ cầm mẹ mới đi chơi. Mẹ không đi được mà, thì con chỉ mong điều gì? Anh bắt mẹ sống mãi với em con, ở lên lầu với em mới đi chơi với con luôn. Cõng con trên lưng, đó là điều mơ ước cùng tôi. Nhưng điều đó đối với tôi thì tôi không thể nào làm được. Nghe bà Phúc nói, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con đi mẹ nha. Tôi không thể nào mà cầm nổi nước mắt của mình. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng, mai ấm ôm con tháng ngày. Tôi chỉ biết nói mẹ xin lỗi con, lẽ ra mẹ phải cho con đầy đủ nhưng mà mẹ lại không cho con được điều đó. Mẹ xin lỗi hai bố con. Tôi đã viết ra những cái trang nhật ký để lại cho con và chồng. Những cái trang nhật ký giống như là những lời nói của tôi vẫn ở bên hai bố con, nhắc nhở hai bố con và yêu thương hai bố con. Bảo Phúc con trai yêu, hôm nay sinh nhật con tròn 8 tuổi. Mẹ chúc con trai của mẹ vui, khỏe, hạnh phúc và học giỏi con nhé. Mẹ đang tưởng tượng đến sinh nhật lần thứ 15 của con. Rồi đến lúc con 18 hoặc 20 tuổi thì sao nhỉ? Chắc lúc này con đã là một chàng thanh niên cao to đẹp trai lắm. Và có khi đã có bạn gái rồi con nhỉ? Vợ ơi, anh nguyện sẽ là đôi chân của em. Em hãy cố gắng sống vui, sống khỏe bên chồng, bên con. Vậy là cha con Bảo Phúc rất vui và mãn nguyện lắm rồi. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Hôm nay tôi nghe
trên ngọn lá.